Chào các em, hôm nay chúng ta đến với bài học tiếp theo và chúng ta sẽ đi nghiên cứu về một cái vấn đề mà cũng thường xuyên xuất hiện trong đề thi của chúng ta đó là tổng hợp dao động điều hòa và bài toán hai vật dao động. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi nghiên cứu về lý thuyết tổng hợp dao động điều hòa và các dạng bài tập cơ bản. Giả sử chúng ta có hai dao động điều hòa thành phần, hai dao động thành phần x1, x2 cùng phương cùng tần số có phương trình dao động là x1 bằng a1 cos omega t cộng phi 1 x2 bằng a2 cốt omega t cộng phi 2. Một vật à, mà chúng ta quan sát sự dao động của nó là tổng hợp của hai dao động thành phần này. À, thế thì chúng ta phải đi tìm phương trình dao động tổng hợp của vật của chúng ta. Thì chúng ta đi làm phép tính cộng à, tổng hợp dao động điều hòa cũng như là cộng x1 cộng với x2, x1 cộng với x2. Chúng ta gọi là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số. Đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ có rằng là phương trình dao động tổng hợp của chúng ta x cũng là một phương trình dao động điều hòa à, x bằng a cos omega t cộng phi tần số góc của nó là giống như x1 và x2 cũng là omega tuy nhiên biên độ và pha ban đầu của nó thì phụ thuộc vào a1 a2 phi1 phi2 của hai dao động thành phần x1 x2 thế bây giờ chúng ta phải đi xác định a và phi chúng ta xác định như thế nào à thì cách làm của chúng ta ở đây đó là kẻ vector tổng hợp vector chúng ta sẽ biểu diễn x1 bởi vector a1 À, A1 của chúng ta ở đây là một cái vector có độ dài chính là bằng A1 biên của dao động thành phần thứ nhất và cái phương của nó là nó thể hiện cho pha ban đầu của dao động thành phần thứ nhất phi 1 thể hiện cho đúng không? À, x2 chúng ta biểu diễn bởi vector A2 A2 của chúng ta vector này có độ dài chính là bằng biên độ của dao động thành phần thứ hai A2 và cái phương của nó là nó thể hiện cho thằng phi 2 Đấy, và như mô hình thầy vẽ ở đây thì thầy đang giả sử là x1 nhanh pha hơn x2. Và chúng ta sẽ có độ nhanh pha phi1 trừ đi phi2 trừ đi phi2 chính là cái góc này. Đấy, đây chính là độ nhanh pha của phi1 à, của x1 so với x2. Được chưa nhỉ? Thì đây là thầy vẽ một trường hợp tôi cũng có thể chúng ta sẽ có là x2 nhanh pha hơn x1 thì đây sẽ là a2 còn đây sẽ là a1. Cũng chẳng có gì cả. Được không nhỉ? Đấy. Không mất tính đồng quá thì thầy vẽ như vậy À do x1 của chúng ta cộng với x2 thì ra x tổng hợp. Thế nên nếu như chúng ta biểu diễn vector x tổng hợp chúng ta bởi với một cái vector a có độ dài chính là bằng uh, biên của dao động tổng hợp của chúng ta và định hướng của nó, tức là cái chiều của a này của chúng ta chính là thể hiện cho pha ban đầu của dao động tổng hợp chúng ta thì chúng ta sẽ có a1 cộng a2 bằng a vector của chúng ta. Đúng không? Thế mà tổng hợp của hai vector Chúng ta sẽ đi làm theo quy tắc đó là hình bình hành. Đường chéo hình bình hành của chúng ta chính là vector tổng hợp. Vậy thì vector tổng hợp a của chúng ta đường chéo ở đây sẽ là thể hiện cho cái dao động tổng hợp của chúng ta. Và độ dài a của chúng ta đây chính là biên. Độ dài vector này chính là biên độ, đúng không? Và định hướng có nghĩa là cái chiều của vector a này của chúng ta là thể hiện cho pha ban đầu của dao động tổng hợp. Đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ a này chúng ta xác định như thế nào? À, phi thì chúng ta xác định như thế nào? À, thì A chúng ta áp dụng uh, định lý hàng cốt trong tam giác thôi. Đúng không nhỉ? À, và dễ thấy, các em sẽ dễ thấy rằng là cái góc này Đấy, và góc này của chúng ta là bù nhau tổng bằng 180 độ do đây là hai góc trong của uh, hình bình hành của chúng ta mà Đấy, thế nên là tổng bằng một, uh, 180 độ do đó mà chúng ta sẽ có theo định lý hàng cốt thì A của chúng ta bình phương bằng A một bình À, cạnh này cũng chính là có độ dài là bằng A2. Đúng không? À, A2 bình. Cộng với 2. À, chính ra là trừ đi 2A1, A2. Cốt của cái góc này. Nhưng mà góc này và góc này của chúng ta lại là bù nhau. Thế nên là cốt của góc này bằng trừ cốt của góc này. Thế nên ở đây chúng ta đổi thành dấu cộng. Thế nên là cộng 2A1, A2. Cốt của cái góc này. Mà góc này của chúng ta chính là phi 1 trừ đi phi 2. Độ lệch pha của hai dao động thành phần. À, chúng ta gọi phi 1 trừ phi 2 Trị đối chính là độ lệch pha của hai dao động thành phần Được chưa nhỉ Đó Thế thì uh, bây giờ chúng ta phải đi xác định uh, Cái phi này nữa là xong Thì uh, Một cách tổng quát chúng ta có thể tính tan phi Qua công thức ở đây à, Chúng ta dễ dàng chứng minh được công thức này A1cv1 cộng A2cv2 chia cho A1 cốt phi 1 A2 cốt phi 2 à, Phi của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào A1 A2 phi 1 phi 2 nhớ cho thầy công thức tính tan phi tan của pha ban đầu dao động tổng hợp của chúng ta nhá ở đây các em có thể hiểu là nếu như mà cái tam giác này chúng ta đã xác định được a 1 đúng không à, cái góc phi một phi hai này thì bài cho nên góc bên trên này chúng ta cũng có cạnh a 2 này chúng ta cũng có thế nên chắc chắn là chúng ta xác định được cái góc này đúng không góc này chính là độ lệch pha của dao động thành phần thứ nhất với dao động tổng hợp hoặc là góc này góc này của chúng ta chính là độ lệch pha của dao động tổng hợp với dao động thành phần thứ hai đấy phi một trừ đi phi thì ra góc này phi trừ đi phi hai thì ra góc này được chưa nhỉ và các em nhớ cho thầy phi của chúng ta à, pha ban đầu của dao động tổng hợp luôn nhanh pha hơn một thằng và trễ pha một thằng bởi vì đường cháu chúng ta nằm giữa mà thế nên là trễ pha một thằng và nhanh pha hơn một thằng trong mô hình này của chúng ta thì rõ ràng rằng là dao à, động tổng hợp chúng ta đang trễ pha hơn x1 và nhanh pha hơn x2 được chưa Thế bây giờ chúng ta có thể có một số các cái nhận xét à, trong quá trình mà chúng ta tính toán à, để mà nó nhanh gọn hơn khi mà tính biên độ dao động tổng hợp và pha ban đầu của dao động tổng hợp. Thì nếu như x1 x2 chúng ta cùng pha, tức là phi 1 và phi 2 bằng nhau à, thì cộng hai thằng này rất là dễ, cốt này là nhân tử chung nên là biên độ dao động tổng hợp chính là bằng a1 cộng a2. Đúng không? Và pha ban đầu chính là phi 1 và phi 2. À hai dao động cùng pha là như thế nào? À, thì thực ra là phi 1 bằng phi 2 thôi chẳng có gì cả. Nhưng mà tổng quát thầy viết đó là delta phi bằng 2 kp chẵn pi. nếu như hai dao động x1 x2 thì chúng ta ngược pha. Ngược pha là sao? À, có nghĩa là chúng ta lấy hai cái pha phi 1 và phi 2 thì chúng ta trừ đi nhau. Phi 1 trừ phi 2 lấy độ lớn thì nó ra ra pi, thực chất là ra pi nhưng mà tổng quát chúng ta sẽ viết là à, lẻ pi để không nhỉ? Còn phương trình thường người ta cho chuẩn tắc thế nên là các em trừ đi nhau sẽ ra độ lớn là bằng pi và chúng ta kết luận đó là hai dao động ngược pha nhau. Tại sao là ngược pha? Bởi vì khi mà chúng ta biểu diễn vector ấy thì hai vector a1 a2 chúng ta sẽ ngược chiều nhau. Thế nên gọi là ngược pha. Đấy, bởi vì là định hướng phi 1 phi 2 chúng ta là phải hợp với nhau à, một góc 180 độ mà phi 1 trừ đi phi, phi 2 độ lớn 180 độ. Và dễ dàng các em sẽ thấy rằng là biên độ dao động tổng hợp chúng ta sẽ là bằng trị đối của a1 trừ a2. Hoặc các em thế phi 1 trừ phi 2 ở đây là bằng pi vào, đúng không? Thì cos này của chúng ta sẽ là bằng trừ 1. Cos bằng trừ 1 dễ dàng chúng ta suy ra biên độ dao động tổng hợp và trị đối A1 trừ A2 hoặc vẽ vector ra cũng được. Và dễ thấy pha ban đầu của dao động tổng hợp chúng ta sẽ bằng phi 1 nếu như biên độ dao động thành phần thứ nhất lớn hơn biên độ dao động thành phần thứ hai và ngược lại bằng phi 2 nếu như A2 lớn A1. Và cuối cùng là chúng ta có thể gặp một trường hợp cũng hay gặp đó là x1 x2 chúng ta vuông pha với nhau. Vuông pha nghĩa là sao? Có nghĩa là độ lệch pha delta phi phi 1 trừ phi 2 trị đối bằng lẻ của pi trên 2. Lẻ của pi trên 2. Còn thực tế các em có thể trừ đi nhau có thể là ra bằng pi hoặc là bằng À xin lỗi ra bằng pi trên 2 hoặc là 3 pi trên 2 Thường gặp hai trường hợp đấy Thì chúng ta gọi là vuông pha Và nếu như vuông pha thì chúng ta suy ra biên độ dao độ tổng hợp Sẽ là bằng căn bằng 2 của A1 bình cộng A2 bình Lý do đơn giản là Cái phi 1 trừ phi 2 bây giờ nó mà bằng à, pi trên 2 hoặc là à, 3 pi trên 2 Thì cái cốt này của chúng ta bằng 0 Cốt này bằng 0 thì suy ra là A của chúng ta A bình phương bằng a một bình cộng a2 bình và chúng ta suy ra đây. Và lúc này thì cái pha ban đầu ấy, chúng ta vẫn phải tính theo công thức này. Được chưa nhỉ? Ở đây thì chúng ta có thể nói với nhau về một cái phương pháp ăn máy tính thường xuyên sử dụng. À, chẳng hạn như là máy tính của chúng ta là fx570ES Plus chẳng hạn. Thì chúng ta có thể làm việc ở chế độ mode 2, tức là làm việc với số phức. Đấy, và chúng ta sẽ biểu diễn ra động thành phần thứ nhất dưới dạng số phức như thế này. Ra động thành phần thứ hai dưới dạng số phức như thế này. Cách ấn như thế nào thì các em có thể nhìn vào trong máy tính Rồi các em ấn bằng một cái Đúng không? Rồi các em ấn ship 23 Và chúng ta sẽ có được số phức của dao động tổng hợp chúng ta Đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta tổng hợp theo kiểu số phức chứ không theo các tư nữa Thì chúng ta cũng có được số phức của dao động tổng hợp Cái A này chính là biên độ mà chúng ta cần tìm Và cái phi mà người, mà máy tính nó đọc cho chúng ta ở đây Chính là pha ban đầu của dao động tổng hợp Đấy, có mỗi như vậy thôi Để chơi nhỉ? Đấy, thì nếu như những cái bài toán đơn giản thì cái mô hình dàn nồi vector này chúng ta không bao giờ phải vẽ ra chúng ta chỉ cần sử dụng phương pháp đại số hoặc là chúng ta nhớ những cái đặc trưng của những cái trường hợp cơ bản ở đây hoặc là cùng lắm là chúng ta ấn máy tính đúng không nhỉ nếu như x1 x2 người ta cho chúng ta tường minh ấn máy tính phát là xong và chúng ta sẽ có được phương trình dao động tổng hợp thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào các ví dụ nhá cho các em hiểu rõ hơn ví dụ một bài cho chúng ta đó là dao động của một chất điểm có khối lượng 100g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1 x2 ở đây chúng ta thấy hai dao động x1 x2 chúng ta cùng pha ban đầu luôn Đấy, bằng không luôn chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng yêu cầu chúng ta tính cơ năng của chất điểm dao động cơ năng là gì v kép bằng 1 phần hai m omega bình a bình khối lượng cho rồi 100 g omega bình à, chính là thừa số nhân một t này 10 bình phương vậy là chúng ta phải đi tính biên độ của dao động tổng hợp chúng ta thấy rằng x1 x2 của chúng ta hai dao động thành phần là cùng pha nhau Thế nên là biên độ dao động tổng hợp là bằng A1 cộng A2 bằng 15 cm. Do cần tính cơ năng thế nên chúng ta phải đổi biên độ ra mét, không phải là 15 m và chúng ta tính được cơ năng bằng 0,1125 J. Ví dụ số 2, bài cho chúng ta chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa x1 x2 ở đây. Đấy, chúng ta thấy rằng là người ta yêu cầu chúng ta tính độ lớn của vận tốc khi vật ở vị trí cân bằng. Khi vật ở vị trí cân bằng thì độ lớn của vận tốc đạt cực đại, đúng không? Omega nhân a, omega bằng 10 rồi. Vậy chúng ta cần tính biên độ của dao động tổng hợp. À, chúng ta nhận thấy hai dao động thành phần x1, x2 của chúng ta ở đây có độ lệch pha đó là phi1 trừ đi phi2 bằng pi trên 4 trừ đi trừ -3pi trên 4 tức là bằng pi trên 4 cộng 3pi trên 4 bằng pi. À độ lệch pha mà là pi. Đấy, thì đó là hai dao động ngược pha mà hai dao động ngược pha thì biên độ dao động tổng hợp bằng độ lệch à hiệu của a1 trừ đi a2 trị tuyệt đối. Và chúng ta suy ra biên độ dao động tổng hợp đây sẽ là bằng A1 trừ đi 2 triệu đối bằng 1 cm. Nếu như bài yêu cầu chúng ta tính pha ban đầu dao động tổng hợp thì chúng ta sẽ thấy pha ban đầu dao động tổng hợp bằng pha ban đầu của dao động thành phần có biên độ lớn hơn, đúng không nhỉ? Đấy. Ở đây chính là pi trên 4. Đấy, phi dao động tổng hợp của pi trên 4 lý do A1 lớn hơn A2. 4 lớn hơn 3. Nhưng người ta không hỏi cái đấy, người ta hỏi chúng ta là độ lớn của vận tốc cực đại khi vật đi qua vị trí bằng omega nhân a bằng 10 cm dây Ví dụ số 3 à, Người ta cho chúng ta đó là hai dao động điều hòa cùng tần số với biên độ là A1 8cm A2 bằng 15cm Và độ lệch pha là P trên 2 À, lệch pha nhau là pi trên 2 thì biên độ dao động tổng hợp tính theo kiểu Pythagore như này a bằng căn bằng hai của a một bình cộng a 2 bình và chúng ta dễ dàng ra là bằng 17 cm căn bậc hai của 8 bình cộng 15 bình đấy ví dụ thứ tư bài cho chúng ta đó là dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương cùng tần số x1 x2 ở đây. Chúng ta nhận thấy là hai dao động này của chúng ta lệch pha nhau là bằng à, p trên 6 trừ đi trừ đi trừ p trên 2, tức là p trên 2 trừ đi p trên 6, độ lệch pha ở đây là p trên 3. Đúng không nhỉ? Đấy, thằng này nhanh pha hơn, x2 nhanh pha hơn x1. Lệch pha nhau là p trên 3, không có gì đặc biệt cả. Thế nên chúng ta buộc phải đi theo một phương pháp đại số, hay là ấn máy tính. Đấy, các em hoàn toàn có thể ấn máy tính hai dao động mà người ta đã cho từ mình ở đây để mà tìm được biên độ dao động tổng hợp đúng không nhỉ ở đây thầy dùng phương pháp đại số tính biên độ dao động tổng hợp chúng ta bằng cách là dùng công thức này và chúng ta thế vào đây độ lệch pha nhớ là bằng phi một trừ đi phi hai đây là bằng pi trên ba được không nhỉ nhớ là cái độ lệch pha này chúng ta lấy bởi vì cốt của một cốt của alpha cốt trừ alpha như nhau mà thế nên chúng ta cứ lấy độ lớn đúng không cốt của độ lớn độ lệch pha phi một phi hai và chúng ta dễ dàng ra bằng 13 cm bài hỏi chúng ta là khi vật Đi qua vị trí có đi độ 12 cm thì tốc độ của vật bằng bao nhiêu? A à, hỏi à, tốc độ khi mà đã biết ly độ chúng ta dùng công thức độc lập của xv, x bình cộng v bình chia omega bình bằng a bình. A là biên độ dao động tổng hợp mà chúng ta đã tính được rồi, 13 cm. X ở đây đang bằng 12 cm. Omega bài cho bằng 20. Dễ dàng chúng ta tính được tốc độ của vật phải là trị đối của v nha. Bằng 100 cm trên giây tức là 1 m trên giây. Ví dụ thứ năm, ví dụ cuối cùng đó là người ta cho chúng ta hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ Và à, cùng rất nhiều thứ nhưng mà chỉ có pha ban đầu khác nhau thôi Một thằng là pi trên 3 còn một thằng là trừ pi trên 6 Đấy, trừ pi trên 6 Bài hỏi chúng ta là pha ban đầu của dao động tổng hợp là bao nhiêu Thế ở đây chúng ta sẽ đi giải theo hai cách Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng công thức tính tan phi Tan của pha ban đầu dao động tổng hợp Đấy, bằng A1 sin phi 1 A2 sin phi 2 chia cho A1 cốt phi 1 cộng A2 cốt phi 2 Chúng ta thấy rằng là trong bài toán này Hai dao động thành phần của chúng ta là có biên độ như nhau Tức là A1 A2 là bằng nhau Thế nên chúng ta triệt tiêu được A1 A2 đi Thế nên tan phi chúng ta đơn giản chỉ là sin phi 1 cộng sin phi 2 chia cốt phi 1 cộng cốt phi 2 Đấy, Và các em uh, thế vào Các em sẽ có là tan phi ở đây là bằng sin pi trên 3 cộng với sin của trừ pi trên 6 Đây là trừ nha sin của trừ pi trên 6 chia cho cốt của pi trên 3 cộng với cốt của trừ pi trên 6 và các em tính được cái tan này ấn máy tính ra là bằng 2 trừ căn 3. Các em ấn shift uh, uh, ship tan và chúng ta tính được phi pha ban đầu của dao động tổng hợp pi trên 12. Cách hai, chúng ta có thể uh, ấn máy tính ở chế độ mode 2 làm việc với số phức. Chúng ta nhập vào máy tính như sau. 1 phi pi trên 3 cộng với 1 trừ pi trên 6. Tại sao lại là 1 1 ở đây? Bởi vì là hai dao động này của chúng ta cùng biên độ. Chúng ta nhập bao nhiêu cũng được Biên độ chúng ta phải nhập giống nhau Nhập bao nhiêu cũng được Nhưng mà đơn giản chúng ta cho bằng mấy Cho bằng 1 Và chúng ta có ấn máy tính ra được Đó là căn 2 Đây chính là biên độ dao động tổng hợp Khi mà coi biên độ dao động 2 dao động thành phần bằng 1 Và pha đầu pi trên 2 Bằng pi trên 12 Cũng thế cả Được chưa nhỉ Vậy thì đây là những bài toán cơ bản Và các em nên hoàn thành tất cả những cái dạng bài toán cơ bản này trước Rồi trước khi vào phần 2 Cùng với thầy để nghiên cứu về những cái dạng bài tập nâng cao hơn nhá chúng ta cũng đến tiếp với dạng bài số 2. đó là chúng ta sẽ đi nghiên cứu về tổng hợp dao động điều hòa ở mức độ nâng cao hơn ở dạng trước thì chúng ta chỉ nghiên cứu về những cái dạng bài tập rất là cơ bản chúng ta chỉ có nhận xét là cùng pha ngược pha hay là vuông pha rồi chúng ta sử dụng công thức đại số hoặc là có thể người ta cho chúng ta các cái phương trình chuẩn tắc à, cho những phương trình tường minh thì chúng ta ấn máy tính à, dưới chế độ số phức thế là xong theo đây thì người ta sẽ cho chúng ta các cái phương trình không tường minh cho những quan hệ phức tạp về độ lệch pha à, có thể là không phải là độ lệch pha của hai dao động thành phần mà có thể là độ lệch pha của dao động thành phần với dao động tổng hợp nói chung là phức tạp Đấy. biên độ của các dao động thành phần thì cũng không biết trước thế nên là phương pháp ấn máy tính hay sử dụng phương pháp đại số đây của chúng ta là không tối ưu à, và trong cái những dạng bài tổng hợp nâng cao này thì chúng ta thường để ý tới phương pháp đó là kẻ tổng hợp vector theo cái mô hình như ở đây và chú ý cho thầy đó là phương trình À, cái vector dao động tổng hợp của chúng ta chúng ta thấy rằng là nó à, là đường chéo thế nên nó luôn nhanh pha hơn một thằng và trễ pha hơn một thằng dao động tổng hợp của chúng ta luôn nhanh pha hơn một thằng và trễ pha hơn một thằng đó là điều mà các em cần phải lưu tâm nhá Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào các ví dụ à, trong các ví dụ thì các em cần xác định cho thầy vẽ cho thầy cái giản đồ tổng hợp vector ở đây sao cho nó thật hợp lý thằng nào nhanh pha hơn thì phải nằm trên thằng nào trễ pha hơn phải năm rưỡi so với cái vector tổng hợp của chúng ta nhá. Ví dụ một bài cho chúng ta dao động thành phần thứ nhất có biên độ đã biết, dao động thành phần thứ hai thì sớm pha hơn dao động tổng hợp. Nhớ đây là sớm pha hơn dao động tổng hợp pi trên 3 và có biên độ là a2. Dao động tổng hợp thì có biên độ là a và a2 bằng 2a. Bài hỏi chúng ta giá trị a. Biên độ của dao động tổng hợp của chúng ta là bao nhiêu? Thế đây người ta đã cho chúng ta là dao động thành phần thứ hai sớm pha hơn dao động tổng hợp. Đây chính là cái yếu tố để giúp cho chúng ta vẽ được à, cái dao đồ vector tổng hợp của chúng ta trong bài này. Do dao động thành phần thứ hai sớm pha hơn dao động tổng hợp, mà dao động tổng hợp thì luôn nhanh pha hơn một thành hơn hơn một thằng và trễ pha hơn một thằng. Thế nên là nó đã à, trễ pha hơn dao động thành phần thứ hai rồi thì chắc chắn nó sẽ nhanh pha hơn dao động thành phần thứ nhất. Và do đó cái mô hình à, tổng hợp vector chúng ta sẽ như sau. A1 sẽ nằm dưới, A2 nằm trên. Và độ lệch pha của à, thằng A2 so với thằng A tổng hợp chúng ta là bằng pi trên 3 góc ngành pi trên 3. Đúng không nhỉ? À, do đây là hình bình hành, thế nên là hai cạnh đối bằng nhau, cạnh này của chúng ta cũng là 5 căn 3 A1. Đúng không? Thế nên chúng ta đi áp dụng định lý hàm cốt cho tam giác. À, thường chúng ta sẽ sử dụng định lý hàm cốt hoặc hàm sin. Chúng ta sẽ có 5 căn 3 tất cả bình bằng 2A tất cả bình cộng với A bình chưa đi hai lần tích của hai cái cạnh à hai a và nhân với a nhân với cốt của góc xen giữa bọn chúng và chúng ta dễ dàng suy ra được biên độ của chúng ta đây là bằng 5 cm đó chúng ta ở mô hình này đã kẻ được giản đồ vector à, tổng hợp của các cái a 1 a 2 và a tổng hợp của chúng ta à, ra a tổng hợp của chúng ta và bây giờ chúng ta đến với ví dụ thứ hai bài cho chúng ta hai dao động thành phần x 1 căn 3 cốt 4T cộng phi 1, phi 1 bị giấu đi. X2 bằng 2 cốt của 4T cộng phi 2, phi 2 giấu đi. Do đó mà cách ấn máy tính hay là sử dụng à, phương pháp đại số ở đây là không ăn thua. Và người ta cho chúng ta là phi 1 trừ phi 2 là lớn hơn 0, nhỏ hơn pi. Điều này có nghĩa rằng là dao động thành phần thứ nhất nhanh pha hơn dao động thành phần thứ hai. Đấy, bài hỏi bài lại cho chúng ta đó là phương trình dao động tổng hợp đó là x bằng cốt của 4t cộng pi trên 6. Đây chính là một đấy biên độ dao động tổng hợp là 1 cm đấy. Bài hỏi chúng ta là phi 1 phi 2 là bao nhiêu? À chúng ta nhận xét đó là dao động thành phần thứ nhất sớm pha hơn dao động thành phần thứ hai. Thế nên là à, thằng A1 khi mà chúng ta kẻ giản đồ vector ở đây sẽ phải nằm trên. Đúng không nhỉ? Còn A2 sẽ phải nằm dưới so với cái đường chéo của chúng ta là dao động tổng hợp A. Và người ta đã cho chúng ta đó là dao động tổng hợp A của chúng ta là bằng 1. Đấy, dao động thành phần thứ nhất À, à, dao động à, tổng hợp của chúng ta có biên là một dao động thành phần thứ nhất có biên là căn 3 dao động thành phần thứ hai có biên là hai thế nên là chúng ta nhìn vào tam giác bên trên cạnh này cũng là hai 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 mà à chúng ta thấy rằng hai bình luôn bằng 3 bình căn 3 tất cả bình cộng với một bình à, chứng tỏ rằng là tam giác này của chúng ta là tam giác vuông tại góc này Đấy, góc này vuông và chúng ta gọi đây có thể là góc alpha đi. Và chúng ta sẽ thấy rằng là góc alpha này chính là độ lệch pha của phi 1 và phi à, dao động thành phần thứ nhất và dao động tổng hợp chúng ta Phi 1 trừ đi phi chính là bằng alpha Đấy do đó chúng ta có phi 1 trừ đi phi Người ta cho chúng ta là bằng pi trên 6 rồi Đúng không nhỉ? Đấy và chúng ta sẽ có là bằng pi trên 2 góc vuông Từ đây suy ra phi 1 bằng 2 pi trên 3 Đấy. Bây giờ chúng ta muốn tính được phi 2 Thì chúng ta thấy rằng là Phi pi trên 6 trừ đi phi 2 hai định hướng trừ với nhau Thì ra cái góc này Đấy góc này chúng ta có thể gọi là góc Beta Và dễ dàng là chúng ta thấy rằng là à, Góc này là vuông rồi Đấy, Góc này chúng ta vuông nên, nên đây là cạnh huyền Vì vậy chúng ta có thể tính theo nhiều cách đây Có thể là dùng uh, Đây cạnh huyền đúng không? Có thể dùng cốt Cốt của beta bằng uh, kề chia cho huyền 1 phần 2 Cốt 1 và 1 phần 2 thì góc này của chúng ta phải là bằng pi trên 3 Vậy thì beta của chúng ta ở đây phải là bằng pi trên 3 Và pi trên 3 này chính là độ lệch va của dao động tổng hợp và dao động thành phần thứ hai Tức là phi trừ đi phi 2 Vậy chúng ta có phi pi trên 6 trừ đi phi 2 Bằng beta của chúng ta pi trên 3 Và chúng ta suy ra phi 2 bằng trừ pi trên 6 radian Chúng ta chuyển tiếp tới ví dụ thứ 3 Bài cho chúng ta hai dao động điều hòa cùng phương x1 x2 à x 1 của chúng ta thấy rằng là bị dấu mất thường biên độ a 1 chưa biết dao động tổng hợp thì người ta cho chúng ta là x bằng a cốt pt cộng phi không biết một cái gì cả bài hỏi chúng ta đó là khi thay đổi a 1 cho tới khi biên độ dao động tổng hợp đạt cực tiểu thì giá trị phi pha ban đầu của dao động tổng hợp có giá trị là bao nhiêu À thì bài này chúng ta cũng lại phải vẽ cái mô hình tổng hợp vector ở đây thế thì chúng ta mới thấy rằng là dao à, động thành phần thứ nhất nhanh pha hơn dao động thành phần thứ hai bởi vì người ta đã cho pha ban đầu của phim 1 phi 2 rồi dao động thành phần thứ nhất dao động thành phần thứ hai biết pha ban đầu rồi thế nên là chúng ta kết luận đó là x1 nhanh pha hơn x2 một lượng là delta phi bằng pi trên 6 trừ của trừ pi trên 2 tức là cộng pi trên 2 đấy bằng 2 pi trên 3 120 độ đấy, do đó mà chúng ta có thể kẻ cái mô hình tổng hợp vector ở đây à chúng ta thấy rằng là x1 phải nhanh pha hơn x2 thế nên chúng ta kẻ a1 nằm trên a2 nằm dưới A tổng hợp chúng ta nắm đường chéo như ở đây Và góc này của chúng ta bằng 120 độ Đúng không? Bởi vì định hướng của à, A1 của chúng ta là phi 1 pi trên 6 Định hướng của A2 phi 2 trừ pi trên 2 à, Lệch nhau 120 độ Và chúng ta đã tính độ lệch pha ở đây đúng không? Do góc này 120 độ Thế nên góc này của chúng ta là bằng 60 độ Đấy, Các em gọi à, góc này cho thầy Độ lệch pha của A1 và À, thằng à, A tổng hợp của chúng ta Tức là Pi trên 6 trừ đi Phi đấy Là bằng Là bằng cái gì nhỉ Là bằng Beta đi Góc này góc Beta Còn A1 góc đối diện với thằng này của chúng ta là góc Alpha Đấy Vậy là bây giờ chúng ta chỉ cần tính Beta Trong cái trường hợp thay đổi để mà cho A cực tiểu của chúng ta à, Là chúng ta tính được Phi Bởi vì là Pi trên 6 trừ đi Phi Sẽ là phải bằng Beta đúng rồi. Vậy chúng ta ở đây sẽ đi theo định lý Hàm cốt hoặc hàm sin gì đấy Chúng ta chọn hàm sin Lý luận trong những bài này sẽ đơn giản hơn Chúng ta có A1 chia cho sin góc đối diện sin alpha Bằng à, Cạnh này của chúng ta Cũng chính là A2 Bằng 6cm Đúng nhỉ A2 chia cho sin góc đối diện sin beta Bằng A của chúng ta Chưa biết Chia cho sin góc đối diện bằng 60 độ Đấy. Bây giờ chúng ta đang cần biện luận là thằng A cực tiểu đúng không? Thế nên cái bộ phận này chúng ta không quan tâm bởi vì là có hẳn hai cái ẩn alpha và A1. Chúng ta không biện luận thằng này. Chúng ta nhìn vào đây thôi. Chúng ta biện luận đó là A bây giờ muốn cực tiểu đúng không? Thì bên này của chúng ta muốn cực tiểu được thì cái mẫu này phải đạt cực đại. Vậy thì A min của chúng ta khi và chỉ khi sin beta đạt cực đại tức là bằng 1. Tức là beta của chúng ta bằng pi trên 2. Tức là góc này vuông beta bằng pi trên 2 à beta của chúng ta lại chính là bằng phi 1 trừ đi phi, tức là pi trên 6 trừ đi phi. Chúng ta có pi trên 6 trừ đi phi bằng pi trên 2. Dễ dàng rút ra được phi. Pha ban đầu của dao động tổng hợp của chúng ta à khi mà a của chúng ta cực tiểu trong quá trình mà chúng ta thay đổi a1 thì sẽ a phi chúng ta sẽ phải bằng trừ pi trên 3, được chưa nhỉ? Chúng ta đến với ví dụ thứ tư. Bài cho chúng ta đó là hai dao động điều hòa cùng phương. x1, x2 cùng tần số với nhau đấy. À người ta đã giấu hai cái biên đi a1 a2 không biết, tuy nhiên là pha ban đầu phi1 phi2 đã biết. Người ta lại cho chúng ta đó là dao động tổng hợp có phương trình x bằng 20 cos của omega t cộng phi. Bài hỏi chúng ta là giá trị cực đại của a1 cộng với a2 có thể bằng bao nhiêu. Thì ở trong bài này chúng ta cũng cần vẽ được cái mô hình tổng hợp mà vectơ uh, của các biên đúng không? Vì vậy mà chúng ta phải xác định xem là thằng nào nhanh pha hơn thì tốt. Thì người ta cho luôn rồi. X1 nhanh pha hơn X2 một lượng đó là 0,35 trừ đi trừ tức là cộng với 1,57 radian. À thì ra 1,92 radian. Chúng ta đổi ra độ. À chúng ta chia cho pi nhân 180 thì 1,92 radian xấp xỉ 110 độ. Vậy chúng ta có mô hình à, tổng hợp vectơ ở đây đó là x1 phải nhanh pha x2 rồi. Thế nên là chúng ta kẻ a1 nằm trên, a2 nằm dưới, a tổng hợp là nằm đường chéo. Và góc hợp bởi a1 a2 chúng ta là bằng 100 20 độ, chính là độ lệch pha của x1 và x2. Dễ dàng suy ra góc bên trên này của chúng ta là bằng 70 độ. Bây giờ chúng ta lại cần biện luận thế nên là thầy sẽ gọi cái góc này của chúng ta chính là góc beta. Góc này của chúng ta thì là góc alpha. Đấy, và bây giờ chúng ta xét hết lên tam giác bên trên. Cạnh này chính là cạnh a2. Chúng ta tiếp tục sử dụng định lý hàm sin bởi vì ở đây chúng ta đang cần biện luận a1 cộng a2 còn giá trị cực đại là bao nhiêu mà Chúng ta có định lý hàm sin A1 chia sin góc đối diện sin alpha Đấy Bằng A2 chia cho sin góc đối diện sin beta Và bằng 20 Đấy, A tổng hợp chúng ta bằng 20 rồi Chia cho sin góc đối diện là 70 độ Đấy, và chúng ta dễ dàng suy ra tổng của A1 A2 Sẽ là bằng 20 chia sin 70 Nhân với tổng của sin alpha cộng sin beta Thế mà sin cộng với sin thì ra 2 sin cốt Đúng không nhỉ 2 sin alpha cộng beta chia 2 nhân với cốt của alpha trừ đi beta chia cho 2. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là alpha cộng với beta ấy. à tam giác này thì chúng ta có tổng ba góc bằng 180 độ mà, thế nên alpha cộng beta sẽ phải bằng 110 độ trừ đi. À xin lỗi 180 độ trừ đi 70 độ bằng 110 độ. Vì vậy mà chúng ta sẽ biến đổi thằng này ra thành à 20 chia sin 70 độ Nhân với 2 sin alpha cộng beta chia 2 chính là sin của 55 độ. Số 2 chúng ta nhân với 20 ra 40 đúng không? À, 40 nhân sin 55 độ chia cho sin 70 độ. Nhân với cốt của alpha trừ beta chia cho 2. Bây giờ chúng ta biện luận. À, A1 cộng A2 chúng ta mắc khi nào? À, mắc khi cốt này của chúng ta mắc. Cốt này chúng ta mắc khi nào? À, cốt này của chúng ta mắc khi, à, khi nó bằng 1. Bằng 1 khi nào? À, khi alpha trừ beta chia 2 bằng 0. Tức là alpha và beta của chúng ta bằng nhau tức là chúng ta sẽ có tam giác của chúng ta của, ở đây của chúng ta là tam giác cân và có hai cạnh bằng nhau đó là a1 và a2 chúng ta khi đó phải bằng nhau a1 bằng a2 nhưng người ta không yêu cầu tính như thế chúng ta chỉ cần tính a1 cộng a2 mắc khi nào à cho cốt này bằng 1 tức là a1 cộng a2 mắc bằng 40 sin 55 độ chia cho sin của 70 độ và chúng ta tính ra đó là sấp xỉ bằng 34,87 cm được chưa nhỉ đấy thì toàn bộ những cái bài toán mà nó nâng cao biện luận thì chúng ta hãy vẽ cái giản đồ tổng hợp vector ra được chưa rồi sau đó các em sẽ biện luận bằng định lý hàm sin hoặc hàm cốt hoặc là nhìn những yếu tố quan trọng trong những cái tam giác mà chúng ta đã vừa vẽ ở cái hình bình hành đó xong được chưa thế các em sẽ tự giác làm những bài tập tự luyện ở trong cái nội dung những cái bài toán tổng hợp dao động nâng cao này cho thầy nhá và bây giờ chúng ta sẽ chuyển tới bài toán hai vật dao động của chúng ta có thể là cùng tần số hoặc là khác tần số